đây là mặt thăng này, đó, đây là núm vú này, là những cái bậc đây là biểu tượng của chế độ máu hệ. Đây được làm ra là hai con voi, hai con trâu, một bên là bên này đánh là trâu đực này, bên này là trâu cái này, để đánh phục vụ cho là hồi xưa là cúng bái này. Cái này đã qua không khai thác thôi, cái khác là khách du lịch dùng để nấu ăn hoặc đựng nước. Là mình mua lại cái nhà cũ của người ID, người ta không sử dụng được. Đa số là cái gỗ này hiện tại là gỗ hương, cái hương này nó to như vậy. Còn cái trên là bằng lăng, mấy cái ngang, cái dọc là cái bằng lăng. Và hồi xưa người ID người ta làm nhà nó thấp lắm, không phải cao như vậy đâu. Mình phải thiết kế lại này, phải nâng cho nó cao chút. Cái nhà sàn là được phục dựng theo cái truyền thống của người ID. Làm cái kiểu này gọi là cái tâm tức là người ta lấy một bó chăn đây này một bó chăn người ta cắm xuống này, một bó chăn vậy người ta cắm xuống, người ta bẻ ra gọi là cái tâm ấy. Đó, đây là cái tâm. Và những cái lớp này, lớp làm kiểu xưa là có rất là nhiều lớp,